ta qua bài đầu tiên các bạn ha, là bài khung chậu về phương diện sản hóa. Khung chậu, tại sao ta phải học bài này? Bài này ta học mô tả giải phẫu và chi một, đúng không các bạn? Như vậy thì bây giờ ta nghiên cứu với góc cạnh liên quan đến sản hóa. Tại sao vậy các bạn? Tại thai nhi ra đời từ trong buồng tử cung qua đường tự nhiên, qua ngã âm đạo thì sẽ qua một cái bộ phận có liên quan, đó là khung chậu. Cho nên ta khảo sát lại cái bài hát này nó có liên quan. Dạng bài còn có các bạn nha. Thứ nhất là phần cấu tạo các bạn nha. Phần 2 là đại cung, phần 3 là tiểu cung. Tiểu cung ta lần lượt khảo sát eo trên, eo giữa và eo dưới. Phần 4 là các dạng khung chậu. Phần 5 là đánh giá khung chậu. Phần 6 là đáy chậu. Ở trong giáo trình có một vài điểm không gian phần không khó. Các bạn coi rồi nó tập ở đâu đó, tại nó có liên quan đến nghề nghiệp lâm sàng của mình, cho nên bắt buộc phải nói các bạn ha. Còn đây là những cái hình mà bạn nên ghi chú lại khi càng mở ra bạn càng thú. Bây giờ khung chậu, phần cấu tạo các bạn, các bạn nhìn cái hình này bạn sẽ thấy gì các bạn? Khung chậu được cấu tạo bởi trước và hai bên là hai xương cánh, cánh chậu, phía sau là xương cùng cùng cùng. Như vậy xương cùng có 5 đố, các bạn hát xương cùng có 4 đến 6 đố. Ta lưu ý là gì các bạn? Cái phần thân đố sống thắt lưng em lần 5 nó nhô về phía trước, ta gọi là mỏm nhô, các bạn hát ta gọi là mỏm nhô. Điểm số 2 là gì các bạn? Là mặt trong của xương cánh chậu có một cái đường biểu thị màu da, các bạn, ta gọi là đường vô danh. Đường này sẽ chia khung chậu ra làm hai phần, phần trên là đại khung, ít có giá trị về mặt sản khoa, phần dưới quan trọng đó là tiểu khung, các bạn hành. Như vậy, các xương như thế nó họ thành các khớp các bạn. Ta có thứ nhất là cặp khớp cùng chậu, khớp gì các bạn? Khớp cùng và khớp vệ, các bạn hành khớp vệ. Như vậy, ta sẽ có khớp vệ nó có bờ trên, bờ dưới, mặt trước, mặt sau. Chính vì vậy cho nên ta lưu ý cái phần này các bạn nha. Đặc điểm của các khớp ở khung chậu là khớp bán động các bạn. Tức là gì các bạn? Khi có thai nó có thể nới rộng ra một chút. Như vậy ta sẽ thấy rằng là gọi là khớp bán động. Thì sự nới rộng này ra có cái lợi là gì các bạn? Xương chậu có dễ rộng ra, dễ thuận lợi cho cuộc sanh đẻ. Nhưng mà cái bất lợi là gì các bạn? Làm cho người ta đau và đi đứng khó khăn khi có thai các bạn nha. Như vậy thì ta thấy rằng là đây là những đặc điểm mà ta lưu ý về phần cấu tạo. Phần số 2 là đại cung, tức là phần trên của đường vô danh các bạn. Bạn dở trong giáo trình bạn sẽ thấy các đường kính ngoài của đại cung hình trán mi xế vi xê lít các bạn ha. Mấy cái đó giờ đây viết cho đủ bài thôi, nó không có giá trị về mặt sản khoa nữa. Giờ đây người ta không làm cái đó nữa các bạn ha. Không ai lấy thước để đo cái đường kính đại cung cả. Tại sao vậy các bạn? Tại vì nó không có giá trị các bạn ha, không có giá trị sử dụng. Bạn đọc thêm phần số 3 là tiểu cung. Bạn xem cái sơ đồ này các bạn, đây là sơ đồ tiểu cung các bạn ha. Ta có cái thầm trước chính là khớp vệ, thầm sau chính là xương cùng thai nhi chui ra khỏi tiểu cung sẽ đi qua cái gì các bạn? Thứ nhất là eo trên, ta gọi là mặt phẳng lọt tâm ha. Và sau các bạn thoát ra ngoài để ra đời bằng một cái mặt phẳng cuối cùng, ta gọi là eo dưới. Và ở giữa nó có một cái trạm trung chuyển, đó là eo giữa các bạn ha. Như vậy eo trên hay ta còn gọi là mặt phẳng lọt, và eo dưới ta còn gọi là mặt phẳng sổ các bạn ha. Như vậy khảo sát tiểu cung sẽ khảo sát eo trên, eo giữa và eo dưới. Mỗi eo bạn sẽ khảo sát giới hạn và các đường kính quan trọng. Nó có rất nhiều đường kính và số đo của nó chi chít ở trong đó. Như vậy là sao các bạn ta nhớ mấy cái đường kính quan trọng trước các bạn ha. Như vậy mặt phẳng đầu tiên mà đứa nhỏ phải qua đó là mặt phẳng eo trên. Đây bạn xem sơ đồ của diện eo trên, giới hạn nó bạn chú ý giáo trình có cái loại ở phía trước là bờ trên khớp vệ, phía sau là mỏm nhô,
hai bên là hai đường vô gồm ở trong đó ghi không có chữ bờ trên, không vậy phải có bờ trên các bạn khác theo trên. Giới hạn phía trước là bờ trên góc về, phía sau là bóng nhồn và hai bên là hai đường vô gồm dần. Hình này là gì các bạn? Diện eo trên được nhìn sao các bạn? Đóng vai trò bà nằm ở tư thế sẵn khoa và sẵn phụ nằm như thế này, chân gác lên tư thế sẵn khoa, bạn là người thăm khám đứng trường dưới nhìn lên, đúng không các bạn? Vậy thì đây một nhô các bạn ha, ở đây là khớp về. Ví dụ bên đây sẽ là bên phải của bạn, đúng không các bạn? Bên đây là bên trái của bạn. Như vậy này, đây là gì các bạn? Đây là sơ đồ diện của eo eo trên các bạn ha. Các đường kính nào quan trọng? Bạn nhìn xem đây, đây là sơ đồ gì các bạn? Sơ đồ cắt dọc giữa. Ở mặt sau là ở phía sau đi qua cái gì các bạn? Mõm nhồn. Phía trước đi qua khớp vệ các bạn ha, đi qua khớp vệ. Như vậy đây là gì các bạn? Ta có mõm nhồn, đây là khớp vệ. Khớp vệ có bờ trên, bờ dưới, mặt sau. Như vậy đường kính, nhóm đường kính đầu tiên là đường kính trước sau của eo trên. Như vậy nó sẽ đi từ mõm nhô cho tới khớp vệ. Như vậy phía sau chỉ là một điểm thôi, và phía trước sẽ có ba điểm đến. Như vậy đường kính trước sau gồm có ba đường kính. Thứ nhất là nhô thượng vệ, thượng là trên các bạn ha. Thứ hai là nhô hậu vệ, các bạn ha, hậu là sau, tức là đến mặt sau luôn khớp vệ. Nhô hạ vệ là đường các số đo là gì các bạn? 11, 10.5 và 12 cm. Đường kính nhô hậu vệ là quan trọng các bạn ha. Nhô hậu vệ là quan trọng. Đấy là nhóm đường kính trước sau. Nhóm đường kính số 2 gọi là đường kính chéo của eo trên. Bạn nhìn cái sơ đồ này, quy ước các bạn ha, quy ước, đây là sơ đồ quy ước. Như vậy đây là hình của diện eo trên, diện đứng mà đang nằm, đúng không các bạn? Như vậy là bên phải, bên đây là bên trái. Đây là khớp cùng chậu ở bên phải các bạn ha. Đây là khớp cùng chậu ở bên trái. Như vậy đường kính chéo được định nghĩa là gì các bạn? Đi từ khớp cùng chậu ở một bên sang giải chậu lượng đối bên. Nếu xuất phát từ bên phải ta sẽ đặt tên là chéo phải. Nếu xuất phát từ bên trái ta sẽ đặt tên là chéo trái. Cùng là 12.5 cm các bạn ha. Nhớ nha các bạn ha, đây là cái sơ đồ quy ước các bạn ha, quy ước như thế này. Đúng chứ, tình trạng lâm sàng luôn, bà đang nằm tư thế sẵn khoa và bạn đang là người thăm khám đứng từ dưới nhìn lên, đúng không các bạn ha? Sau khi đứa nhỏ lọt qua eo trên thì nó sao các bạn? Nó sẽ lướt qua eo giữa các bạn ha. Đây, bạn nhìn cái này, sơ đồ của eo giữa. Eo giữa giới hạn như thế nào các bạn? Phía trước là mặt sau khớp vệ, chú ý các bạn ha. Hồi nãy là gì các bạn? Phía dưới là bờ dưới, phía trước là bờ dưới khớp vệ, đúng không các bạn? Bờ dưới khớp vệ. Hồi kia nãy là bờ trên các bạn ha. Hai bên là hai cái gai hồng các bạn ha. Phía sau là chỗ thiết giáp xương cùng hai bả các bạn ha. Đây là sơ đồ diện của eo giữa. Và sao các bạn, đường kính quan trọng của nó là đường kính ngang eo giữa, hay không ta còn gọi là đường kính liên gai hồng, đo được là 10.5 cm. Nó cũng chính là gì các bạn? Vị trí zero trong độ bỏ của đèn các bạn ha. Chút xíu sẽ nói cho bạn nghe thế này các bạn. Vậy đường kính quan trọng nó là đường kính lưỡng gai hồng 10.5 cm.
sau khi đứa nhỏ lướt qua eo giữa thì nó sẽ sổ ra ngoài bằng eo eo dưới. Đây, bạn nhìn đây, eo dưới có hình trạng các bạn đang nhận ra. Phía trước của nó là bờ dưới khớp khớp gãy, phía sau là xương cụt, phía hai bên của nó là hai cái ủ ủ nòn các bạn ha, ủ nòn. Như vậy là gì các bạn? Đường kính quan trọng của nó là khoảng 10.5 cm ta lấy trung bình. Bạn chú ý là gì các bạn? Cái đỉnh của cái gì các bạn? Của cái góc này chính là gì các bạn? Cái khớp khớp vệ các bạn ăn họp bởi hai cái ngành ngòi mù tạo thành một cái góc khoảng 85 độ, cái gọi là góc vòm, góc vòm vệ các bạn ăn, góc vòm vệ. Như vậy là gì các bạn? Đây là sơ đồ của eo eo dưới các bạn ăn. Đường kính quan trọng của nó là 10.5. Đường kính trước sau của nó đi từ cái gì các bạn? Hạ vệ cho tới xương cụt, cái này không quan trọng. Tại sao vậy các bạn? Xương cụt có một đầu tự do, nó có thể nới rộng ra về phía sau. Chính vì vậy cho nên đường kính nó thay đổi rất lớn, có thể từ 9.5 cho tới kéo dài cho tới 13 các bạn ha. Như vậy ta thấy là không quan trọng trong cái đường kính trước sau của eo dưới. Còn cái đường kính này thì không đổi. Như vậy từ đầu tới giờ ta thấy có 3 đường kính bằng nhau, đó là gì các bạn? Nhô hậu vệ, lưỡng gan thông và lưỡng ủ nòn cùng bằng là 10.5 cm các bạn nhé. Đây thì cũng chính là gì các bạn? Đây cũng chính là phần xương sơ đồ của đáy chậu, phần xương các bạn nhé. Để kia các bạn. Các dạng khung chậu bạn học lướt qua trong giáo trình các bạn. Ta có 4 dạng: dạng phụ, dạng nam, dạng hậu, dạng dẹp. Trong đó dạng phụ hai cặp nhất các bạn ha, đấy là cái dạng khung chậu của người phụ nữ thường gặp, nó hài hòa các đường kính, thích hợp cho diễn sinh đẻ, tỷ lệ hai cặp cao nhất trong các thống kê các bạn ha. Anh đọc lướt qua cái đây. Phần kế nữa là gì các bạn? Đánh giá khung chậu trên lâm sàng. Phần này có nhiều vấn đề các bạn ha, bạn nên ghi chú thêm. Người ta đánh giá khung chậu vào thời điểm nào các bạn? Thường là khoảng từ tuần 36 của thai kỳ các bạn ha, hoặc là trong lúc chuyển dạ các bạn ha, 36 tuần trở đi hoặc là trong lúc chuyển dạ. Đánh giá cái gì các bạn? Thứ nhất là ta lưu ý tiền sử các bạn ha, mấy cái này nên ghi chú thêm các bạn. Tiền sử, sau đây là những tiền sử quan trọng các bạn. Chẳng hạn như là gì các bạn? Bị chấn thương cột sống, khung chậu, dùng khớp xương đùi các bạn ha. Và cái này có thể làm biến dạng khung chậu. Chấn thương thì sự bị chấn thương. Rồi. Thứ hai, khi thăm khám đầu tiên ta để ý chiều cao của người phụ nữ các bạn. Nếu như chiều cao của người này dưới 140 cm các bạn ha, dưới 140 cm tức là 1m4, dưới 140 đúng không bạn? Từ 140 trở xuống thì sao các bạn? Rất hay kết hợp với khung chậu hẹp các bạn ha. Thứ ba, dáng đi các bạn, các dạng gù nè, vẹo cột sống nè, hoặc chân, đấy là những cái trường hợp có thể làm cho bất thường ở khung chậu các bạn ha. Chiều cao của người phụ nữ nè, dáng đi nè, đấy là những cái quan trọng các bạn ha. Còn cái chuyện mà hồi nãy ta đo hình trắm micellin cũng chẳng qua nó phản ảnh gì các bạn, sự méo lở của khung chậu mà thôi, đúng không các bạn? Rồi. Rồi. Khi khám trong thì ta khám cái gì các bạn? Người ta sẽ cho bà sản phụ nằm trong tư thế sản khoa các bạn ha, và người ta đeo găng vô trùng và thăm khám ở trong âm đạo để đánh giá tiểu khung. Đánh giá cái gì các bạn? Thứ nhất là eo trên các bạn ha, eo trên người ta sẽ sờ mỏm nhồn. Bình thường thì tay ta không sờ được mỏm nhồn, tức là gì các bạn? Mỏm nhồn cách xa cái tay, có nghĩa là đường kính trước sau với eo trên nới rộng các bạn ha. Thứ hai là đường vô danh các bạn, bình thường tay của ta sờ không quá một nửa đường vô danh các bạn ha. Như vậy khi tay của bạn sờ được hơn 2/3 đường vô danh
thì project eo trên có vấn đề các bạn ạ. Thế là đánh giá eo trên. Eo giữa sao các bạn? Người ta sờ hai cái gai thông các bạn. Bình thường hai cái gai thông nó như hai cái cửa của con gà đóng cho đó các bạn. Như vậy là nó không có gồ nhỏ. Như vậy là có nghĩa là gì các bạn? Đường kính ngang của nó rộng. Như vậy hai gai thông mà gồ nhọn như thế này thì có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là eo giữa có vấn đề, đúng không các bạn? Eo dưới người ta đánh giá gốc vòng vẻ các bạn. Cái gốc này càng nhọn chừng nào thì cái lối ra của eo dưới càng hẹp. Cái thứ hai nữa là gì các bạn? Người ta đặt một cái thước thẳng ở hai ụ ngầu để ước lượng cái gì các bạn? Đường kính ngang của eo dưới các bạn, ngang eo dưới. Như vậy từ đầu tới giờ ta nói toàn là chủ quan các bạn, ăn rất chủ quan. Như vậy có nghĩa là gì các bạn? Người này nhận xét như thế này, người này nhận xét như thế kia, đúng không các bạn? Ai đúng mình đâu có biết được. Làm sao ra được các chỉ số này các bạn? Như vậy để có một cái công cụ khách quan thì ta phải sử dụng một cái phương tiện gọi là kích quan trọng. Kích là gì các bạn? Kích là đo kích thước, quan là sử dụng tia X và khung chậu. Như vậy ta sử dụng tia X để chụp khung chậu đo các đường kính các bạn nghe, ta gọi là kích quan chậu các bạn nghe, kích quan chậu. Như vậy kích quan chậu là một kỹ thuật cận lâm sàng có chỉ định, cho nên sao các bạn? Ta không làm từ quy mà bạn phải bắt đầu bằng định hướng lâm sàng như hồi nãy ta nói đó. Như vậy khi bạn đánh giá lâm sàng có vấn đề, bạn sẽ ký vô cái giấy là gì các bạn? Kích quan trọng. Thì người kỹ thuật viên sẽ chụp và trả lời cho bạn các đường kính quan trọng các bạn nhé. Và phần thứ ba, phần thứ tư trong cuối cùng của bài là không có ở trong cái giáo trình các bạn nhé, đó là đáy chậu. Trong giáo trình hình như không có nói đáy chậu phải không các bạn? Trước khi qua phần đáy chậu để nói cho bạn nghe cái thang đen này, cái cũng là một phần trong đánh giá lâm sàng. Đây là gì các bạn? Thang lọt đánh giá độ lọt ngôi đầu theo đèn các bạn, anh theo đèn. Thang này nói gì các bạn? Đường kính liên ngay không sẽ xem như là mặt phẳng eo giữa các bạn ơi, mặt phẳng eo giữa. Từ mặt phẳng eo giữa cho tới mặt phẳng eo dưới đem chia ra làm 3 phần bằng nhau. Mỗi chỗ đó ông đánh dấu là cộng 1, cộng 2, cộng 3. Và vị trí mà nằm trên đường liên ngay không ta gọi là vị trí zero các bạn ha. Như vậy vị trí zero chính là gì các bạn? Mặt phẳng ngang đi qua eo giữa các bạn ha, eo giữa. Đối xứng của nó là trừ 1, trừ 2, trừ 3. Như vậy khi về mặt lâm sàng, xương đỉnh của thai nhi nằm trên đường liên ngay không thì đem bảo là lọt các bạn ha, lọt. Ở vị trí này gọi là cộng 1 hay là lọt cao, vị trí này cộng 2 hay còn gọi là lọt cấp độ trung bình, vị trí này gọi là cộng 3 hay còn gọi là lọt thấp các bạn ơi, lọt cao, lọt trung bình, lọt thấp. Đối xứng với nó trừ 1, trừ 2, trừ 3 là nơi chưa có lọt các bạn. Cái đánh giá này chủ quan nha các bạn ơi, rất chủ quan và ta không thấy gì cả. Đây là sơ đồ để diễn giải cái ý của đề muốn nói như thế, và ta giờ đây ta chẳng xài các bạn khác, không có cái để thay thế. Bây giờ điều này có nghĩa là gì các bạn? Có ý nghĩa gì các bạn? Ta lưu ý cộng 3 hay ta còn gọi là lọt thấp thì thời kỳ này chính là gì các bạn? Chính là người nữ hậu sinh hướng dẫn cho sản phụ rằng các bạn. Như vậy lúc này nó đã lọt thấp rồi, người ta chỉ cần dài hơi rặng là có thể đẩy đứa nhỏ ra các bạn nghe. Là tại nếu bạn cho rặng sớm quá thì người phụ nữ mất sức, và sao các bạn khi cần để kết thúc vấn đề thì lại không còn sức nữa để mà rặng. Như vậy
rãnh sống là không tốt, các bạn hãy rãnh sống là không tốt. Như vậy thường người ta sẽ chọn cái giải pháp là đánh giá là lọt thấp, các bạn hãy. Thứ hai là gì các bạn? Là có trường hợp không sanh tự nhiên được, tức là bà mẹ không đủ sức để rãnh đẩy đứa nhỏ ra, đúng không? Như vậy thì sao các bạn? Người ta phải cần các kỹ thuật sanh dục, các bạn hãy. Sanh dục nó có các kỹ thuật như là kèm hoặc là giáp hút, các bạn. Giáp hút, đây là những cái dụng cụ ta đưa vào để giúp đưa đứa nhỏ ra, các bạn em. Thì ta thấy rằng là đây là những dụng cụ can thiệp có tiềm năng gây tái, tại vì chấn thương cho cả mẹ và vợ thai. Như vậy người ta để ý thấy rằng cái gì, các bạn, khoảng can thiệp càng thấp chừng nào thì tai biến càng giảm, đúng không? Như vậy thì lý tưởng nhất là gì, các bạn? Khi ở cộng 3 mà bạn cần phải can thiệp thì sao, các bạn? Sẽ ít sang chấn do mẹ và thai, các bạn nghe. Đấy là thai đẹp có ý nghĩa như thế về mặt lâm sàng, các bạn nghe. Cuối cùng là gì, các bạn? Ta nói một chút xíu về đáy chậu, các bạn nghe. Đáy chậu chính là mô mềm mà nó bịch ở eo dưới, các bạn nghe. Như vậy phần xương cứng, nhắc lại các bạn nghe, đây là phần cứng của xương nè, khớp về và dưới khớp về, xương cụt hai ụ ụ ngồi. Như vậy đường liên ụ ngồi sẽ chia cái vùng đáy chậu này ra làm hai đoạn. Đây chính là mô mềm bịch ở eo dưới, các bạn ha. Và sao, các bạn, giải phẫu của nó rất phức tạp, các bạn. Tụ chung như thế này, các bạn, từ ngoài vào nó có cái gì, các bạn? Nó có da, mô mẫn dưới da, lớp căng nồng, rồi tới lớp cơ. Cơ thì có ba lớp: cơ nông, cơ tầng giữa và cơ tầng sâu, đúng không các bạn? Như vậy thì ta thấy giải phẫu của nó rất là phức tạp, các bạn xem. Đặc điểm số 2 là gì, các bạn? Nơi thoát ra của ba hệ thống cơ quan đó là gì, các bạn? Hệ tiết niệu, hệ sinh dục và hệ tiêu hóa. Đấy là đặc điểm của chuồng đáy chậu. Những cái hệ tiêu hóa, sinh dục và tiết niệu, những cái dách của nó rất là mỏng, các bạn. Những cái dách của nó chỉ là mô sơ, mô liên kết thôi, các bạn hãy thấy. Chức năng cơ bản của đáy chậu là gì, các bạn? Là nâng đỡ các tạng ở vùng chậu, các bạn hãy. Chức năng cơ bản của đáy chậu là nâng đỡ các tạng của chậu. Từ đây ta sẽ rút ra vài ứng dụng về mặt lâm sàng, các bạn. Thứ nhất là gì, các bạn? Thứ nhất là khi sanh đẻ nhiều, đúng không các bạn? Sanh đẻ nhiều sẽ làm giãn sàng chậu, tức là nó giống như cọng dây khung vậy, các bạn. Bạn kéo quá thì sao, các bạn? Nó giãn không rút lại được thì sao, các bạn? Các tạng ở bên trên nó sẽ tuột xuống. Như vậy nó sẽ dẫn đến là gì, các bạn? Cái khối bệnh lý gọi là giãn sàng chậu, các bạn ha. Giãn sàng chậu sẽ dẫn đến cái gì, các bạn? Xa biểu đạo bàng quang. Cái này xa cái gì, các bạn? Xa tử cung âm đạo. Cái này là gì, các bạn? Xa trực tràng, các bạn ha. Thứ hai, những cái tai nạn giao thông hoặc là gì, các bạn? Tai nạn trong sinh hoạt hoặc là sanh đẻ, đúng không các bạn? Can thiệp thủ thuật khi sanh đẻ có thể sao, các bạn? Làm tổn thương ở vùng đáy chậu. Khi bạn phục hồi nó không tốt thì nó có thể dẫn đến cái gì, các bạn? Khi phục hồi không tốt có thể dẫn đến tiêu tiểu không tự chủ, hoặc là nó hình thành các đường dò, các bạn hát dò. Thí dụ nước tiểu đi qua âm đạo, nó dò gì, các bạn? Dò bàng quang âm đạo. Phân đi qua âm đạo, các bạn. Dò hậu môn trực tràng qua âm đạo, các bạn hát. Đây là một cái điểm ta thấy ứng dụng của nó. Một cái nữa, ở trong sản khoa bạn đi các phòng sanh, bạn thấy có sử dụng một cái thủ thuật gọi là cắt bằng sinh môn, các bạn hát. Đây là ta thấy rằng là gì, các bạn? Ngay chỗ vị trí 6 giờ này là một cái nếp gấp hội âm, các bạn hát. Như vậy thai nhi ra đời sẽ làm giảm mô mềm. Khi nó giảm cực đại thì sao, các bạn? Đúng không, các bạn? Rất. Như vậy nếu mà nó rất khuynh hướng, nó sẽ đi theo hướng mấy giờ, các bạn? Nếu ta cho đây là 12 giờ, ở đây 6 giờ, ở đây 5 giờ, ở đây 7 giờ,
thì nó sẽ rất có khuynh hướng đi theo cái phương mấy giờ các bạn? 6 giờ các bạn ạ. Nếu 6 giờ thì nó rất dễ tổn thương các cơ thắt ngoài và thắt trong của hậu môn. Như vậy, người làm sản khoa không có muốn cái điều đó các bạn. Họ mở một trong hai đường cắt các bạn. Hoặc là theo hướng 5 giờ, hoặc là theo hướng 7 giờ. Để chi vậy các bạn? Để né cái vết cắt theo phương 6 giờ. Như vậy, cái đường cắt nó hay ở chỗ nào các bạn? Thứ nhất là nó sắc các bạn, nó sắc. Thứ hai, bản cắt chủ động thì nó đâu có đi qua cái phương 6 giờ. Như vậy là gì các bạn? Nơi đó không có tổn, không lo tổn thương. Và sau khi sanh đẻ xong thì bạn khâu hội hồi phục các bạn ơi. Như vậy ta thấy là các bệnh sinh môn ở trong sản khoa là vì lý do này các bạn ơi. Tóm lại, ta thấy là gì các bạn? Chức năng cơ bản của đáy chậu là nâng đỡ các tạng dùng chậu. Việc giãn sàn chậu sẽ dẫn đến xa các tạng dục chậu, đúng không các bạn? Những chấn thương do sanh đẻ, do tai nạn lao động, sinh hoạt có thể dẫn đến cái gì các bạn? Có thể dẫn đến những di chứng đáng ngại như là gì các bạn? Tiêu tiểu không tự chủ hoặc là hình thành các đường dò, các bạn hát dò thế hệ phong tô ạ. Một cái nữa là gì các bạn? Về sản khoa, vì muốn tránh cái tổn thương cơ thắt của đường hậu môn, cho nên người ta chọn một trong hai cái nhát cắt về phương 6 giờ, 7 giờ hoặc là 5 giờ. Tùy cái tay của người ta cầm kéo và thường ta chọn một trong hai phương. Như vậy là sao các bạn? Để mở một cái đường cắt giải áp. Sau đó thì người ta khâu lại. Thủ thuật này ta gọi là cắt tầng sinh một các bạn ha. Ok. Như vậy thì ta đi qua những cái phần cơ bản của cái bài khung chậu. Mấy bạn nhớ những cái điểm chính sau đây. Về mặt cấu tạo, ta nhớ cái gì các bạn? Đường vô danh là gì các bạn?